Xin chào tất cả các bạn. Trong thời gian qua, chương trình hỏi đáp du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương đã nhận được khá nhiều thắc mắc liên quan đến việc du học Mỹ, như là du học Mỹ thì cần những gì, chọn trường du học Mỹ phù hợp, môi trường ra sao, làm sao để có được visa Mỹ. Thì trong chương trình hỏi đáp ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng với chị Hồng Ly, chuyên viên tư vấn tại Tân Đại Dương sẽ giải đáp những thắc mắc đó nhé các bạn. Xin chào chị Hồng Ly. Đầu tiên thì xin được hỏi chị Ly là theo chị thì những vấn đề nào có ảnh hưởng tới suy nghĩ, quan điểm của phụ huynh học sinh khi chọn du học Mỹ là điểm đến để du học vậy chị Ly? Thì xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Du học Mỹ luôn là sự lựa chọn đầu tiên của phụ huynh và học sinh, bởi giáo dục Mỹ là một nền giáo dục hàng đầu. Bằng chứng cho thấy là đa số các trường đại học của Mỹ đều đứng đầu ở hầu hết xếp hạng trên thế giới, như là tạp chí US News and World Report, The Times Higher Education. Thì Mỹ có tổng cộng là 72 trường nằm trong top 200 trường hàng đầu thế giới. Thì Việt Nam tiếp tục dẫn đầu các nước khu vực Đông Nam Á về lượng sinh viên theo học tại các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ, xếp thứ 9 trên thế giới với số lượng sinh viên đang theo học đại học ở nước này, đó là con số 13.112 sinh viên, và xếp thứ 2 về sinh viên theo học tại các trường cao đẳng cộng đồng. Thì sinh viên sẽ được học tập trong cái môi trường năng động, hiện đại và hòa đồng. Khi nói chuyện với các em học sinh khi đi du học Mỹ về thăm Tân Đại Dương thì chúng tôi nhận thấy một điều rất đáng tự hào là các em không những tiến bộ hơn trong học tập mà còn thay đổi về suy nghĩ, nhận thức và trưởng thành hơn rất là nhiều. Những học sinh được chiều chuộng ở nhà nay có thể tự giặt quần áo, nấu ăn, đi chợ cũng như là tự lái xe hơi đi học. Và điều quan trọng là bằng cấp ở Mỹ được công nhận trên toàn thế giới. Điều này rất hữu dụng cho các bạn khi muốn chuyển tiếp hay là xin việc làm. Hiện nay, hộp thư giải đáp du học Mỹ cũng có nhận câu hỏi của bạn Vĩnh. Bạn đang ở Cà Mau thì bạn có thắc mắc là em đang học lớp 12 và em muốn thi tốt nghiệp xong sẽ đi du học Mỹ. Em cũng có người thân tại bang Ohio thì mong anh chị tại Tân Đại Dương sẽ cung cấp thông tin trường nào phù hợp tại bang có người thân cho em và chị Ly. Thì xin chào bạn Vĩnh, nếu bạn có người thân tại bang Ohio của Mỹ thì Tân Đại Dương có thể giới thiệu cho bạn thông tin tại trường Baldwin Wallace University, là một trong những trường đại học hàng đầu ở khu vực Trung Tây. Thì trong 19 năm liền, trường xếp hạng 16 trên 100 trường đại học ở vùng Trung Tây, thì Baldwin Wallace có các cái chương trình học thuật đa dạng, chất lượng cùng những hoạt động bổ ích hỗ trợ cho việc nghiên cứu, học tập cũng như là nâng cao kỹ năng mềm của sinh viên. Thì trường nằm ở thành phố Berea, ngoại ô phía tây Cleveland thuộc bang Ohio của Hoa Kỳ. Thì Ohio là một tiểu bang thuộc khu vực Trung Tây nằm ở đông bắc Hoa Kỳ, khá gần New York và Boston. Thì có khí hậu nóng ẩm và được thiên nhiên ưu đãi với những cái phong cảnh rất là đẹp. Thì trường cũng có vị trí vô cùng thuận lợi, gần khu trung tâm. Chỉ mất 20 phút từ trường đến hội trường Rock and Roll, bảo tàng nghệ thuật. Ngoài ra các cửa hàng, nhà hàng, quán ăn cũng đa dạng ở mọi nơi, gần ký túc xá, do vậy sinh viên sẽ có nhiều chọn lựa cho các hoạt động giải trí cuối tuần. Vậy thì chị Ly có thể nói lý do tại sao để cho các bạn sinh viên yên tâm khi mà chọn trường Baldwin Wallace làm điểm đến du học vậy không vậy chị Ly? Thì những cái ưu điểm của trường Baldwin Wallace rất là nhiều, như là trường đại học tư thục của nhiều chuyên ngành đa dạng, từ kinh doanh, khoa học công nghệ đến khoa học xã hội và nhân văn, tâm lý học, âm nhạc. Và tỷ lệ học sinh, giảng viên rất là hợp lý, 13 trên 1, trong đó 75% giảng viên của trường có học vị là tiến sĩ. Thì học tập tại Baldwin Wallace, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động như là các câu lạc bộ, hội nhóm, sản xuất báo và tạp chí dành riêng cho sinh viên, tham gia chuyến hành trình qua đêm với nhiều trải nghiệm thú vị ở Cleveland đối với sinh viên năm nhất. Thì trung tâm của các cơ sở thể thao tại BMW và Luhigins, nơi diễn ra hàng loạt các sự kiện thể thao, chương trình giải trí và là nơi học tập của khoa giáo dục thể chất, nghiên cứu khoa học, sức khỏe. Ngoài ra trường còn có phòng tập thể dục, sân tennis, sân bóng đá, sân vận động và phòng nghiên cứu. Thì để trở thành sinh viên của trường đại học có lịch sử lâu đời gần 200 năm, kể từ năm 1845, thì Đại học Baldwin Wallace đã tiếp tục theo đuổi giấc mơ của những người sáng lập để giáo dục trở thành công cụ tuyệt vời giúp sinh viên trở thành những cái công dân có ích. Và những cái chương trình học của trường thì trường có hơn 50 chuyên ngành và một số chương trình hợp tác. Thì trường đại học có 27 khoa cấp bằng cử nhân. Bên cạnh thì việc học tập trong trường, sinh viên còn được khám phá chân trời mới qua một loạt các chương trình học ngoại khóa. Thì giáo dục đại cương là trọng tâm của trường. Ngoài ra, sinh viên còn có nhiều cơ hội việc làm và phát triển các cái kỹ năng nghề nghiệp. BMW được biết đến là ngôi trường có thế mạnh về cái các ngành học, kinh doanh và thẩm định. Trường còn nổi tiếng trên toàn nước Mỹ về chuyên ngành khoa học thần kinh và nhất là nhà hát được xây dựng lâu đời.
thì học phí của ngành khoa học nhân văn tại trường là 28.814 đô la Mỹ một năm và ngành âm nhạc là 31.216 đô la Mỹ một năm. Vâng, xin cảm ơn chị Liên rất là nhiều đã chia sẻ những thông tin rất là bổ ích về du học Mỹ trên. Và để được hỗ trợ các thủ tục hồ sơ du học, điều kiện nhập học tại các trường Mỹ, Úc, Canada, Singapore, v.v. thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp tới văn phòng của công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hay là các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp tới công ty qua số điện thoại là 0838484879. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có hai văn phòng khác, đó chính là ở quận 5 và ở Nha Trang. Lưu ý là chúng tôi không có văn phòng tại Hà Nội nha các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ của môi giờ học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng trò chuyện với bạn Mỹ Trinh. Mỹ Trinh vừa nhận được visa du học Mỹ nóng hổi trong sáng ngày hôm nay. Và cùng trò chuyện với Mỹ Trinh để tìm hiểu xem là lý do tại sao Mỹ Trinh lại chọn Mỹ đi du học, cũng như là quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của bạn thì như thế nào nhé. Chị chào Mỹ Trinh. Em chào chị Sa. Em giới thiệu đôi nét về bản thân của em. Dạ, em tên Trinh, hiện nay thì đang làm tiếp tân ở công ty Capitaland Medco ở quận Nhất. Em năm nay 26 tuổi, đến từ Đồng Nai. Em thích shopping, nghe nhạc. Lý do là sao Mỹ Trinh lại chọn Mỹ đi du học em? Em chọn Mỹ đi du học bởi vì em làm ở công ty Capitaland cũng được 7 tháng rồi, thì em nhận thấy là ở trong công ty có rất là nhiều cái cơ hội. Nhưng mà công ty của em là công ty quốc tế cho nên là thường yêu cầu trình độ cao. Và em thích làm ở cái bộ phận marketing thì thông thường em thấy các bạn ở trong team là toàn du học từ nước ngoài về thôi. Và làm nói chung là nhìn rất là professional. Thế là trong đầu mình đó, mình muốn cái ý định đó để mình làm tiếp tân suốt đời làm sao. Mình về nhà mình bàn với gia đình mình là mình muốn có ý định đi du học để sau này về làm cũng có một cái công việc tốt như vậy. Trong công ty em thì em chọn Mỹ bởi vì Mỹ là một cái cường quốc về nói chung kinh tế, giáo dục mọi thứ đều rất là tốt, bằng cấp thì lại được công nhận trên toàn thế giới luôn, nó mạnh hơn tất cả các quốc gia khác, cho nên là em đã chọn Mỹ đi du học. Với tấm bằng của Mỹ mà về Việt Nam thì tìm kiếm một cơ hội việc làm cũng rất là dễ dàng. Ở Mỹ thì làm nhân viên nhưng mà Việt Nam có thể làm boss. Mục tiêu của em là sau khi học xong em sẽ về tiếp tục làm việc cho công ty của em, apply cho cái bộ phận mà em đã nhắm trước. Đó mục tiêu đúng rồi. Rồi thì ở Việt Nam mình đã hoàn thành xong chương trình gì rồi Mỹ Trinh ha? Dạ em học cao đẳng để chuyên ngành quản trị kinh doanh luôn. Vậy thì qua Mỹ mình sẽ học chuyên ngành gì? Em cũng tiếp tục học quản trị kinh doanh trường Moraine Valley Community College. Trường Moraine Valley là một trong hai trường cao đẳng cộng đồng lớn nhất tiểu bang Illinois, thì với gần 50 năm kinh nghiệm giảng dạy, trường được tổ chức The Higher Learning Commission công nhận và cũng là thành viên của League for Innovation in the Community College. Thì trang thiết bị vật chất trong trường rất là hiện đại, sĩ số lớp thì nhỏ, chỉ khoảng 18 sinh viên thôi, cho nên là rất là dễ dàng để mà mình có thể học tập và giảng viên có thể tận tình với sinh viên hơn. Và trong trường em thì có rất là nhiều chuyên ngành, phải hơn 90 chuyên ngành. Thì trong đó quản trị kinh doanh là một trong những ngành nổi bật của trường. Và điều quan trọng hơn là sau khi 2 năm học ở trường mình lấy Associate Degree á, thì nó rất là dễ dàng cho em chuyển tiếp lên cái University of Illinois at Chicago. Thì cái trường University of Illinois at Chicago nó là trong top 200 trường đại học nổi tiếng thế giới. Thì với cái bằng cấp này thì nó làm cho em rất là háo hức để mà ok, trường này 2 năm, trường kia 2 năm rất là dễ dàng thôi, 4 năm. University of Illinois at Chicago là cái mục tiêu cuối cùng của em. Từ Moraine Valley sẽ chuyển lên nó rất dễ dàng và nó lại gần nhau nữa. Thì qua đó mình sẽ ở đâu Trinh ha? Vì sau khi mà có kết quả rồi em sẽ về nhà plan lại, book vé máy bay và book homestay luôn, book từ qua trường của em á. Nếu mà cần hỗ trợ em có thể liên hệ với chị Thảo thì dạ, sẽ hỗ trợ em trong vấn đề này. Dạ. Em cảm thấy nó có một cái gì đó nó thực sự là nó có gì gọi là chắc chắn hay an toàn gì đó. Bởi vì thú thật mà nói là trước khi đến Tân Đại Dương thì em cũng có hỏi rất là nhiều công ty rồi, và những cái công ty đó mời chào em rất là hấp dẫn, nhưng mà khi em đến công ty mình liên hệ á thì chị Thanh em nói là cho em suy nghĩ thành ok, tức là không có phải là những chỗ khác chỉ là nói suông, mình thấy chỗ nào khác ok mình chọn. Làm việc rất là nghiêm chỉnh rồi mình cần thì mình đến, bắt đầu là em mới thấy có gì đó mình cảm thấy chỗ này được ok, bắt đầu mình nhẹ em lên ký hợp đồng, rồi từ từ chị Thảo ký hợp đồng, chọn trường, chọn ngành, xong bắt đầu là quá trình học phỏng vấn với anh Khôi. Thì trong quá trình học phỏng vấn thấy anh Khôi rất là chuyên nghiệp, hướng dẫn tụi em tận tình nữa, thì em thấy nó rất là an tâm luôn. Bởi vì
Bình thường là em cũng rất là tự tin với tiếng Anh của em rồi. Thì anh Khôi dạy phỏng vấn thì từ những cái tiếng Việt anh Khôi bắt nhất định là phải trả lời tiếng Việt. Từ cái nhỏ nhất em phải trả lời được rồi em mới chuyển sang tiếng Anh. Ok, em cũng nghe lời luôn. Chứ em không có lúc đó thì em suy nghĩ, ủa sao mình biết là mình không được nói. Thôi anh Khôi nói mình cứ nghe nè, nghe mà đúng. Thế là anh Khôi cứ từ hướng dẫn xong, bắt đầu em hoàn thành hết thì bắt đầu em mới chuyển sang cho chị Thảo kiểm tra lại một lần. Sau đó là chị Thảo báo em tự dịch. Em mới suy nghĩ sao mình phải tự dịch ta, anh Khôi không dịch cho mình. Thì chị Thảo mới nói là bây giờ em tự dịch thì em sẽ nhớ nhiều hơn, là việc anh Khôi dịch cho em, anh Khôi dịch cũng được thôi, nhưng mà em tự dịch em sẽ nhớ, và khi em dịch xong đưa anh Khôi sửa nó sẽ nhớ hơn. Ok, em cũng nghe lời mà không nhận nhớ thiệt. Thế là bắt đầu em mới tự dịch xong, bắt đầu lên mấy chị mới test bài. Rồi trước khi đi phỏng vấn có học một buổi tâm lý với anh Bảo Anh, làm yên tâm cực kỳ luôn. Em về nhà em nói con chắc chắn đậu rồi, không thể rớt được, coi như là con biết. Thì em rất là tâm đắc cái câu của anh Bảo Anh nói là em chỉ cần biết lãnh sự quán nó thích gì và em làm những cái nó thích, chắc chắn em sẽ đậu. Và em biết là lãnh sự quán nó luôn thích những người tự tin, và em cố gắng em tự tin, em không run từ ngoài là ok em vô đó không run, coi như là đậu luôn chứ không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà vô đó em cũng không có nhìn những người rớt đi ra, nhìn mình sẽ bị hoang mang. Mình chỉ cứ đứng mình nhìn, mình nói chung cảm giác như là mình chỉ đi giống như đi chơi vậy á. Mình không cần đi Mỹ đâu, có tiền, tôi có tiền tôi đi học mà, sao phải run, sao phải sợ. Em vô đó trả lời rất là thoải mái, là mình đọc thôi. Cảm ơn. Dạ đúng rồi, em thấy trong một cái chuỗi làm hồ sơ thì thấy rất là logic với nhau, yên tâm, chắc chắn. Và thời gian nó cũng nhanh nữa. Đúng rồi, hồ sơ mình đã chuẩn bị kỹ rồi. Dạ. Tâm lý của mình cũng vững vàng dạ. Rồi, mình tự tin, mình dạ. Tự tin đúng không? Em có bạn đã đi làm hồ sơ ở đây và bạn đầu bạn đi rồi, bạn giới thiệu cho em. Và sau đó là em trước khi em đến với mình em cũng tìm hiểu luôn rồi, em đến cuối cùng là vẫn chọn ở đây. Mới có sự so sánh. Dạ đúng rồi. Thì tâm lý mà. Bây giờ em đã có visa rồi. Dạ. Thì Trinh có lời khuyên nào dành cho những bạn sắp tới đi phỏng vấn xin visa? Dạ, thì em thấy thông thường các bạn trước khi đi phỏng vấn thì tâm lý luôn lo sợ là không biết người ta sẽ hỏi gì. Nhưng mà các bạn nên tham dự cái buổi học tâm lý với anh Bảo Anh cuối cùng trước khi đi, mình đừng có bỏ. Vì cái buổi đó rất là quan trọng. Mình có thể nghĩ là ảnh chỉ nói này nói kia thôi, nhưng mà thực sự nếu mình không đi mình sẽ không biết được mình cần gì trong ngày đó, và mình không biết là mình nên làm gì trong cái ngày phỏng vấn đó. Và em đã đi tham dự và em về nhà là em sẽ đúc kết lại được những cái gì mình cần phải thể hiện trong ngày hôm đó. Thì em thấy là mình chỉ cần tự tin mà thôi. Mình đi vô trong đó ngay từ đầu mình đừng có hồi hộp, là mình sẽ không hồi hộp về sau. Còn mình cứ hồi hộp ngay từ đầu là mình run. Rồi khi mình bước vô mình cứ tươi cười, người ta cứ tươi cười thôi, người ta tươi cười mình tươi cười. Kể cả người ta có chào em thì mình cũng cứ good morning sir thôi, chứ mình chào anh lại thì nó kỳ quá. Và người ta hỏi mình theo tiếng Việt thì em thấy nó không có, người ta không có thích đâu. Người ta chỉ hỏi giống như hai bạn trước em vậy. Một bạn thì trả lời rất là trơn tru, nhưng mà vừa đứng vừa một bên không có ngay ngắn á, vừa nhún lên nhún xuống không nghiêm túc. Và trả lời theo kiểu mà học bài á, tức là học thuộc lòng thì người ta nghe người ta sẽ biết, và cũng không có đậu. Còn một bạn nữa thì ảnh có hỏi tiếng Anh, thì khi mình nghe không rõ mình có thể hỏi lại cái ý của người ta là người ta đang hỏi vậy có đúng hay không, nhưng mà bạn này thì em không có thể hỏi lại, và bạn cứ nháy cái tai vô cái kiến và bạn không hỏi lại gì hết. Và người ta lặp lại lần hai, bạn vẫn không nghe, người ta lặp lại lần ba, thì bạn đã nói là I don't understand. Thì lãnh sự quán hỏi một câu nữa và cho rớt luôn. Thì em thấy là mình cứ bình tĩnh thôi, nếu người ta hỏi thì mình nghe không được, mình cứ hỏi là có phải anh đang hỏi như vậy không? Người ta ok thì bắt đầu mình trả lời. Nếu như mình chưa hiểu mình trả lời luôn, nó sai ý là người ta cho luôn, người ta cho rớt luôn chứ không có hỏi tiếp câu thứ hai. Em đứng trước em thấy hai người như vậy. Thứ nhất là không học thuộc lòng. Thứ hai là không hiểu, hỏi lại để trả lời cho đúng. Thứ ba nữa là không được run, thiệt sự luôn á. Mà phải cười tươi lên, phải chứng tỏ là em đi học đó nha, em không có đi đâu đâu. Ý là vậy đó, nhà em có tiền, em muốn đi học, em có mục đích đàng hoàng nên chắc chắn là anh phải cho em visa thôi, không thể rớt được. Em đứng mà, nói chung là trong quá trình xếp hàng mình đừng nhìn những người rớt đi ra. Đừng nhìn, không nhìn gì hết. Mình cũng không cần nhìn vô trong lãnh sự quán là đang hỏi những người kia cái gì để xem, đoán xem người ta sẽ hỏi mình gì. Mình càng nhìn mình sẽ càng hoang mang, mình cứ lơ đi coi như mình trong cái chỗ đó chỉ có một mình thôi. Đến phòng của mình là một mình thôi, những người khác kệ. Chứ mình nhìn người này người kia mình hay bị chi phối lắm, mình bị chi phối là dễ sao nhãn cái đầu óc. Coi như là anh Bảo Anh nói cái não chấm bắp luôn, coi như là xong. Chị em học với anh Bảo Anh hôm trước, nhưng mà hôm nay những cái mà anh Bảo Anh truyền đạt cho em thì vẫn còn nguyên trong em. Dạ. Tức là nó rất là bổ ích luôn. Chị thấy em rất là tự tin luôn. Dạ.
nụ cười của em cũng rất là tươi nữa. Cảm ơn chị. Thì chị thấy là cái niềm vui của em như là vẫn còn được đang lan tỏa đúng không? Dạ đúng rồi. Một lần nữa chị cảm ơn Mỹ Trinh ha. Và vừa rồi thì các bạn đã vừa lắng nghe Mỹ Trinh chia sẻ về quá trình phỏng vấn xin visa cũng như là cái quá trình làm hồ sơ của Mỹ Trinh như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.